Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thị xã Mỹ Hào tập trung chuẩn bị công tác bầu cử. Gặp gỡ các cựu chiến binh huyện Khoái Châu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra xử lý sự cố kè Nghi Xuyên. Một số gia đình hủy du lịch ngoài tỉnh trong dịp nghỉ lễ. Nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Mỹ. Toàn huyện Yên Mỹ có 128 tổ bầu cử, số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 35 người, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu 445 người. Sau hiệp thương lần 3, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cổ động, các phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng cụ thể, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Việc in ấn và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử được xã thị trấn thực hiện đầy đủ. Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công yêu cầu thời gian tới huyện Yên Mỹ cần tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, các khu vực bỏ phiếu, tuyên truyền, trang trí khánh tiết trang trọng đúng quy định, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, tổ chức tập huấn kỹ cho các thành viên tổ bầu cử, bảo đảm an toàn khu vực bầu cử và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để 100% cử tri đều tham gia bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử thành công và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có tỷ lệ dân số cơ học nhiều nhất tỉnh, thời điểm này, Ủy ban bầu cử thị xã Mỹ Hào đang tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử với phương châm tất cả công dân đến tuổi sinh sống, làm việc trên địa bàn đều được thực hiện quyền lợi của mình, tham gia bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới. Phường Bần Yên Nhân có tới gần 4.000 công dân đang là sinh viên sống trên địa bàn. Trên 60% trong số đó đã đăng ký bầu cử tại đây. Đến nay, dù danh sách cử tri đã được niêm yết, nhưng tổ bầu cử của các tổ dân phố vẫn hàng ngày cắt cử người đến các nhà trọ để vừa tuyên truyền về công tác bầu cử với các cử tri, vừa là theo dõi, biến động để kịp thời xử lý điều chỉnh. Đến từng nhà trọ và gặp từng các cháu, kể cả đêm thì anh em chúng tôi cũng quyết tâm để cho các cháu tức là lắm được và dẫn tới làm sao những cái việc bầu cử được an toàn và đúng quy định và đúng pháp luật. Tôi ở đây hơn một năm rồi ạ. Tôi đăng ký bầu cử ở tổ dân phố Văn Nhuế, được bầu cử 3 cấp ạ. Cấp quốc hội, cấp huyện và cấp tỉnh ạ. Phường Nhân Hòa, ngoài công nhân ở trọ, còn hàng nghìn dân cư đang học tập và sinh sống tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và khu chung cư Phúc Hưng. Vì thế, ngoài việc phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch phương án thực hiện rà soát và lập danh sách cử tri, thì Ủy ban bầu cử phường còn trực tiếp thường xuyên xuống kiểm tra đôn đốc các đơn vị này. Người sống ở chung cư thì chúng tôi cũng đã có cái thông báo tới tất cả các cái hộ đó là đến cái ngày hôm đó thì đều phải đi bỏ phiếu và đạt được cái hiệu quả cao nhất cho cái ngày bầu cử. Chúng tôi sẽ bố trí một cái phòng ở trên tầng 2 của cái tòa nhà này thành cái phòng bỏ phiếu. Toàn bộ sinh viên thì chúng tôi sẽ quản triệt để các em là ngày chủ nhật thì các em sẽ ở đây để tham gia bầu cử. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có tới hơn 10.000 người là sinh viên và công nhân đang lao động làm việc tại các doanh nghiệp thì có tới gần 70% số người đã đăng ký bầu tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã rà soát thật chặt chẽ, lập danh sách cử tri đối với cả doanh nghiệp thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các chủ doanh nghiệp, ban quản lý các dự án thông báo rộng rãi đến đội ngũ người lao động trong địa bàn. Chúng tôi yêu cầu các chủ doanh nghiệp, các chủ của cái ban quản lý các dự án, các khu chung cư để tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có thời gian thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để đi bầu cử thật là đông đủ. Sau hiệp thương lần 3, thị xã Mỹ Hào có 52 người ứng cử Hội đồng Nhân dân thị xã và 504 người ứng cử Hội đồng Nhân dân xã phường.
toàn thị xã có hơn 80.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại 92 khu vực bỏ phiếu để bầu 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và 302 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian này, thị xã đang chuẩn bị cho việc niêm yết danh sách người ứng cử, tập trung tuyên truyền để người dân thấy rõ được nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa 46 năm, song với những cựu chiến binh huyện Khoai Châu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên niềm tự hào khi nhớ lại cuộc kháng chiến trường kỳ để Bắc Nam sum họp một nhà. Từ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, cựu chiến binh Đỗ Đình Xô ở xã Đồng Tiến lại bồi hồi xúc động nhớ lại những kỷ niệm hào hùng. Tháng 4 năm 1972, chàng trai 17 tuổi Đỗ Đình Xô lên đường nhập ngũ. Ông được phân tại đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Sau 3 tháng huấn luyện cấp tốc, ông cùng đồng đội hành quân từ Quảng Ninh vào chiến trường Quảng Trị chiến đấu. Sau đó, tháng 2 năm 1975, tiểu đoàn nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trên đường hành quân vô cùng gian khổ, thiếu thốn lương thực, máy bay địch liên tục thả bom bắn phá. Gian khổ là thế, nhưng chiến sĩ ai cũng cố gắng vượt qua khó khăn, trên dưới một lòng quyết chiến, quyết thắng. Trong các trận đánh, ông cùng đồng đội đã tham gia đánh địch tại căn cứ Buôn Mê Thuột, Xuân Lộc, Long Khánh, tiêu diệt nhiều hỏa lực, vũ khí của địch. Sau khi đánh Buôn Mê Thuột xong, đơn vị tôi được lệnh để tiếp tục chiến đấu dọc từ đường 20 vào đến Xuân Lộc, Long Khánh. Và cái trận Xuân Lộc, Long Khánh là một cái trận quá ác liệt. Trên thì coi như là máy bay lượn nó bắn đạn hai mini xuống, còn trên đồi đó là pháo. Trận nó cũng thiệt hại nói là quá lớn. Chiến đấu 3 ngày thì 18 tháng 4 năm 1975 thì tôi bị thương. 46 năm qua, ký ức về những trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù, về ngày chiến thắng vẫn còn đó, vẹn nguyên trong trái tim của cựu chiến binh Đặng Văn Mùi, xã Tân Châu. Năm 1968, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Mùi lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông là đặc phái viên trực tiếp đi cùng với chỉ huy của Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 chiến đấu. Năm đó, khi được nghe bức điện chỉ thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Ông và đồng đội đều rất quyết tâm chiến đấu. Theo mệnh lệnh cấp trên, đơn vị di chuyển từ Đà Nẵng đến căn cứ Nước Trong. Tại đây, đơn vị chiến đấu 2 ngày đêm thì giành thắng lợi. Đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, loa phát thanh thông báo Dinh Độc Lập bị khống chế, quân ta giành thắng lợi. Ông và đồng đội đều vỡ òa trong hạnh phúc. Sau khi thắng lợi, dân chúng ra kéo ra hết các ngoài đường, ra các cái đường phố, rồi kéo cờ, rồi vỗ tay, rồi reo mừng, đón quân giải phóng. Thế lúc đó thì vui lắm, có thể như là ngày hội vậy. Ký ức tâm trạng của những người lính đã tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam dù có khác nhau nhưng đều có một điểm chung. Họ đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc, vì độc lập thống nhất nước nhà. Để rồi khi đất nước bình yên, họ lại tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra sự cố sạt lở kè Nghi Xuyên trên địa bàn huyện Khoai Châu. Vị trí sự cố sạt lở ở khu vực mặt cắt A64 đê tả sông Hồng, đê ngoài Nghi Xuyên, chiều dài 38m, mái kè có hiện tượng lún. Nguyên nhân sơ bộ đánh giá thực tế tại khu vực kè bị sạt lở có dòng sông hẹp, tác động dòng chảy phức tạp, dòng chủ lưu áp sát bờ kè, địa chất khu vực yếu, phía bờ hữu được bồi đắp, bờ tả bị sói, dẫn đến chân kè gây mất ổn định, hư hỏng tuyến kè và gây uy hiếp trực tiếp đê tả sông Hồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần thường xuyên theo dõi tình trạng sạt lở của kè, đồng thời cảnh báo tình hình sạt lở, nghiêm cấm tàu bè neo đậu hoạt động trong khu vực, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm tra đánh giá, khẩn trương có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai trước ngày nghỉ lễ để kiểm tra, chỉ đạo hỗ trợ kinh phí xử lý kỹ thuật sự cố này. Cùng với đó, khẩn trương có các giải pháp để triển khai đầu tư khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho đê trong mùa mưa bão.
Hiện nay nhãn đang trong thời kỳ đậu quả non, đây là giai đoạn cây rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh, do đó bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ. Thành phố Hưng Yên có trên 1.000 hectare nhãn, đến nay diện tích nhãn đang bước vào giai đoạn phát triển quả. Thời tiết những ngày qua trời âm u, mưa nắng xen kẽ và là điều kiện để các loại sâu bệnh xuất hiện gây hại với mật độ. Bệnh sương mai, thán thư, tỷ lệ bệnh trung bình từ 2 đến 3% số chùm, nơi cao 10 đến 15% số chùm. Sâu đo tiếp tục phát sinh và gây hại trên một số diện tích với mật độ trung bình 1 đến 2 con một chùm, nơi cao 3 con một chùm. Bọ xít non, nở và gây hại mật độ nơi cao từ 1 đến 1,5 con một chùm. Để ngăn chặn sâu bệnh phát sinh gây hại, ảnh hưởng tới chất lượng và năng suất sau này, bà con cần thường xuyên theo dõi và thực hiện phòng trừ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, số lượng người mắc bệnh và người chết tiếp tục gia tăng. Tại Việt Nam, ngay trong sáng nay ghi nhận thêm một nam thanh niên ở tỉnh Hà Nam, địa phương liền kề với tỉnh Hưng Yên, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, hơn bao giờ hết, ngoài sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống đại dịch này. Hiện nay, trên thế giới tổng số ca nhiễm COVID-19 lên tới 150 triệu người, số ca tử vong lên tới 3 triệu người. Tại Ấn Độ hôm nay, ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên trên 18 triệu ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận trên 2.800 bệnh nhân COVID-19. Sáng ngày 24 tháng 9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, bệnh nhân vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 trên địa bàn sinh năm 1993, quê quán ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Trước đó, bệnh nhân này nhập cảnh từ Nhật Bản về, cách ly đủ 14 ngày tại Đà Nẵng và đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó lần xét nghiệm cuối cùng là ngày 21 tháng 4. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, đến thời điểm này đã truy vết được 4 F1 liên quan đến F0 tại tỉnh Hà Nam, trong đó tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu có 1 F1, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ có 3 F1. Ngoài ra đã truy vết được 16 F2 và 26 F3. Hiện nay đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm liên quan đến trường hợp F0, phun khử khuẩn tại các gia đình trường hợp F1 và các hộ liên quan. Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, người lao động trong cả nước được nghỉ 4 ngày. Vì thời gian nghỉ kéo dài nên trước đó nhiều gia đình tại thành phố Hưng Yên có kế hoạch tổ chức đi du lịch tại một số địa điểm nổi tiếng trong nước. Tuy nhiên hiện nay, để tránh nguy cơ đại dịch COVID-19 lây lan và bùng phát trở lại, đa số đã hủy các chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng. Gia đình ông Trần Đình Sáu vừa hủy vé chuyến bay vào Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Mặc dù tour du lịch đặt trước nhiều dịch vụ như ăn, nghỉ ngơi, vui chơi, song qua theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các thành viên trong gia đình ông Sáu đã đồng lòng quyết định hủy chuyến du lịch. Thì theo kế hoạch ấy, thì là chiều hôm nay là gia đình tôi tụ tập đông đủ, thì xong bắt đầu cái là sáng ngày mai cái là bắt đầu cái là lên Hà Nội là đã có vé sẵn rồi. Nhưng mà trước cái tình hình tôi được nghe cái thông tin trên thế giới, là đặc biệt là Ấn Độ, cái lượng người nhiễm rất là nhiều, thế nên tôi với gia đình tôi đã hội ý tối hôm qua là quyết định hội ý với nhau là thôi tạm hoãn lại, bởi vì cái là một là hưởng ứng cái phong trào của Bộ Y tế phát động, hai là cái phong trào 5K là gia đình tôi bao giờ cũng thực hiện rất là nghiêm. Tôi nghĩ là gia đình nhà tôi làm được cái này thì chắc chắn nhiều người sẽ làm được như thế. Với tâm lý muốn đưa bố mẹ và vợ con vào thành phố Đà Nẵng du lịch trong dịp nghỉ lễ sắp tới, nên anh Nguyễn Văn Khánh lên kế hoạch cho cả chuyến đi từ nhiều ngày trước. Sau ngay sau khi có thông báo của Bộ Y tế về thực trạng COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước láng giềng với Việt Nam như Campuchia, Lào, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên để giữ gìn sức khỏe cho mình và người thân, anh Khánh quyết định hủy chuyến du lịch của gia đình. Tôi đã đặt vé đi Đà Nẵng và đặt cả tour du lịch và khách sạn rồi, đã chuyển khoản đặt cọc rồi. Gia đình quyết định là hoãn lại kế hoạch. Các cháu thì cũng có chút thất vọng. Vợ chồng chúng tôi cũng giải thích cho các con hiểu là tình hình dịch bệnh nó rất phức tạp. Các cháu vui vẻ chấp nhận thôi. Mặc dù năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tuy nhiên theo ghi nhận một số địa điểm bán vé máy bay tại thành phố Hưng Yên, số lượng người dân mua vé trực tiếp tại các quầy giao dịch hay đặt vé online đi du lịch đều rất ít. Thậm chí có khách hàng còn thông báo hủy vé gần sát ngày bay. Với việc hạn chế đến nơi công cộng tụ tập đông người không cần thiết,
không chủ quan lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Mọi người, mọi nhà tại tỉnh Hưng Yên chủ động nêu cao tinh thần phòng chống đại dịch. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 807 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy mạnh kiểm tra chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là những ngày nghỉ lễ sắp tới. Tuy vậy, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vẫn còn lơ là, chủ quan và chưa tuân thủ nghiêm túc. Ghi nhận trong ngày 29 tháng 4 tại Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên, mặc dù thông điệp 5K và bảng thông báo đeo khẩu trang được đặt ngay trước cổng như thế này, nhưng hầu hết khách tham quan đến đây đều không tuân thủ. Thì mình cũng vừa mới xuống xe thôi, thì mình cũng chuẩn bị đeo khẩu trang để vào lễ, thì mình bắt đầu mình đeo khẩu trang, mình có sẵn, mình để ở đây rồi mà. Ngoài việc lập khu vực khai báo y tế, đền cũng bố trí từ 2 đến 3 bảo vệ quan sát và theo dõi người ra vào, nhưng hầu như không nhắc nhở du khách. Từ sáng giờ đến khoảng 3-4 người, có trường hợp khai báo y tế và đeo khẩu trang. Cái trường hợp ấy thì là có khi là đa số người dân thiếu ý thức. Còn tại các điểm chợ dân sinh tại huyện Kim Động, tình trạng này cũng xuất hiện tương tự. Chỉ chưa đầy một tiếng, lượng người ra vào khu vực này nhiều, không đếm xuể. Thế nhưng số lượng người tuân thủ theo đúng quy tắc phòng dịch lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, hay thậm chí là đưa ra những lý do nhằm biện minh như thế này. Tại vì là vừa lấy đi xe máy thế là bị nó bị ấy, cái khẩu trang và cái mũ bảo hiểm nó rơi ra. Mặc dù dịch COVID-19 trong tỉnh đang được kiểm soát tốt, nhưng trên thế giới nhiều quốc gia vẫn đang phải chiến đấu với dịch bệnh. Sự xuất hiện thêm các biến chủng mới của virus, điều đó cho thấy chính sự vô tâm, sự thờ ơ và chủ quan của một bộ phận người dân là yếu tố gây nên nguy cơ tái bùng phát dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này lực lượng công an trong tỉnh đang bước vào đợt cao điểm mới với quyết tâm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cũng như trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới. Thời gian qua trên địa bàn huyện Khoái Châu, lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt phá được một số vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, thậm chí là dùng hung khí gây rối trật tự xã hội. Điển hình như vụ 13 đối tượng gây rối trên địa bàn xã Tân Tiến xảy ra ngày 6 tháng 4. Đợt cao điểm này, ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, Công an huyện Khoái Châu còn kiểm tra, yêu cầu các hộ dân, các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật và thực hiện nghiêm việc khai báo khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, gây rối để kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Công an huyện Khoái Châu tăng cường tối đa lực lượng, chỉ đạo quyết liệt đối với các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn. Trong đấy chúng tôi tập trung tuần tra mật phục ban đêm, kiểm tra các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh có điều kiện và lưu ý các quán karaoke, tuyên chiến với tội phạm và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều cương quyết xử lý. Các huyện, thành phố, thị xã và các lực lượng khác đều xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, chủ động nắm vững tình hình, rà soát từng khu vực và từng đối tượng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Tăng cường xuống địa bàn, nắm các cái tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, chủ động phát hiện các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đặc biệt những vấn đề có thể nảy sinh tội phạm là tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm, khép kín địa bàn, không để người dân người ta có thể ý kiến về cái việc là gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường không có điện chiếu sáng, đường giáp danh giữa các tỉnh và huyện, luôn sẵn sàng có mặt khi có vụ việc xảy ra. Trong khi thực hiện tuần tra, đêm ngày 23 tháng 4 đến đêm ngày 26 tháng 4 vừa qua, lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ được 3 vụ tàng trữ trái phép bột màu trắng nghi là ma túy trên xe máy tại huyện Ân Thi. Chúng tôi tăng cường các cái tổ mũi tuần tra tại các cái địa bàn điểm nóng về an ninh trật tự, đảm bảo sẵn sàng phản ứng nhanh với các cái vụ việc phức tạp và về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh. Với sự quyết tâm của các lực lượng, tin rằng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ hạn chế được những vụ việc phức tạp trong thời gian nghỉ lễ, cũng như từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại đường Lê Văn Lương, đoạn qua cổng công ty Đay và Mai Hương Yên thuộc phường An Tảo, thành phố Hương Yên,
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương nặng. Hiện trường ô tô tải mang biển kiểm soát 34C22770 đi hướng từ thành phố Hưng Yên tới huyện Tiên Lữ đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 89A02308 đang sang đường. Hậu quả, người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, sau tai nạn, người điều khiển xe tải có biểu hiện hoảng sợ và rời khỏi hiện trường. Ngay khi sự việc xảy ra, công an phường An Tảo và công an giao thông thành phố Hưng Yên có mặt kịp thời gọi xe cứu thương, đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông tránh ùn tắc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra xác minh để làm rõ.